Bạn đã từng sải bước trên đại lộ Champs-Élysées của thành phố Paris hoa lệ, chìm đắm trong ánh đèn rực rỡ của đại lộ Fremont, nối dài trung tâm Las Vegas, thủ phủ ăn chơi của thế giới. Nhảy múa tưng bừng trong không khí náo nhiệt, tươi vui tại các lễ hội trên đại lộ La Rambla của thành phố Barcelona cổ kính. Hay thả mình vào đại lộ Sapporo, công viên xanh bốn mùa lễ hội tại Nhật Bản. Những đại lộ trong trung tâm thành phố cũng chính là linh hồn, là mạch máu, nơi tập trung nhịp sống phồn thịnh ngày và đêm. Sôi động, náo nhiệt, tràn đầy sức sống, đủ đầy các dịch vụ, mua sắm, vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng, dành cho mọi độ tuổi, mọi quốc tịch. Chính tại đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động sôi động, những lễ hội đặc sắc hay chương trình văn hóa, từ đó tạo điều kiện để phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch. Dọc các đại lộ chính là thánh địa của muôn vàn lựa chọn giải trí, những căn shop house hiện đại, những cửa hàng thời trang hay quán cà phê thời thượng. Không chỉ sôi động ban ngày mà cuộc sống về đêm tại các đại lộ cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Champs-Élysées, Fremont hay La Rambla trở thành điểm phải đến của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến Paris, Las Vegas hay Barcelona. Kinh tế, du lịch, kinh doanh thương mại ở những thành phố với các đại lộ sầm uất cũng từ đó mà bứt phá, sôi động, tạo tiền đề gia tăng hơn bao giờ hết giá trị bất động sản nói chung. Và đã đến lúc, ngay tại nơi đây, tại Thanh Hóa Anh Hùng, bên bờ biển vàng của thành phố du lịch Sầm Sơn. Sun Grand Boulevard, đại lộ đến tương lai. Đại lộ mới của thế giới xuất hiện, mang phồn hoa thịnh vượng, không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo của phố biển, mà còn như một cú hích quan trọng dẫn dắt, thay đổi phong cách du lịch ngắn ngày, biến nơi đây trở thành trung tâm nghỉ dưỡng giải trí cả ngày lẫn đêm, cả bốn mùa sôi động, vươn tầm quốc tế. Sun Grand Boulevard với trục đại lộ giải trí thương mại quy mô bậc nhất Bắc Trung Bộ, nối liền bờ biển Sầm Sơn tới bờ sông Đơ Nên Thơ, đang dần được hình thành. Kiến tạo nên một phiên bản Champs-Élysées, La Rambla tại Việt Nam, nhưng quy mô, tầm cỡ và đẳng cấp hơn. Nơi đây là sự giao hòa tinh hoa giữa hiện đại và truyền thống, giữa sôi động và an yên, giữa tận hưởng tiện ích sống và phát triển kinh tế nơi phồn hoa đô hội. Quảng trường trống đồng Đông Sơ được cách điệu trong kiến trúc hiện đại với các mô hình trống cái, trống con cùng công năng bất ngờ như sân khấu, chòi nghỉ, quán cà phê, quảng trường trong quảng trường với 3 phân khu, quảng trường Festival, quảng trường Souvenir phục vụ mua sắm du lịch, quảng trường dịch vụ F&B với các nhà hàng, quán cà phê thời thượng. Đây sẽ là nơi diễn ra những hoạt động giải trí, văn hóa, lễ hội trọng điểm của cả khu vực. Những bữa tiệc không bao giờ kết thúc, ánh sáng lộng lẫy bất kể ngày đêm. Là quyết tâm đồng hành cùng vùng đất Thanh Hóa kiêu hùng một thủa trên hành trình vươn xa, chúng ta cứ bước đi, cứ miệt mài tâm huyết kiến tạo, rồi sẽ thấy một con đường mở ra trước mắt, một đại lộ dẫn đến tương lai, một tương lai mới với nhiều sự đổi thay. Sun Grand Boulevard, đại lộ đến tương lai.